Những người lính Anh quốc hé lộ về lịch sử của Waterloo tin từ Waterloo bị quốc. Những người lính Anh quốc cùng với các quân nhân khác đã làm việc cùng với các nhà khảo cổ học để khám phá ra lịch sử của trận đánh Waterloo tròn 200 năm về trước. Dự án Waterloo Uncovered là dự án khảo cổ học quốc tế chính yếu đầu tiên ngay tại chính trường nơi đã xảy ra trận Waterloo, đã được phát triển bởi cựu binh lính Anh quốc kim sinh viên khảo cổ học Mark Evans. Người đàn ông 37 tuổi này đã được chuẩn đoán là bệnh căng thẳng thần kinh sau khi phục vụ 7 tháng tại Afghanistan trong năm 2008. Và ông phát hiện ra khảo cổ học là một phương pháp giải tỏa rất hữu hiệu. Ông chia sẻ rằng bệnh căng thẳng này thiêu đốt con người từ bên trong, từng ngày, từng đêm, mỗi lần ông đi ngủ hay thức dậy. Ông may mắn đã tìm ra liệu thuốc giải đó chính là khảo cổ học để giải tỏa tâm trí của mình. Đây là một trải nghiệm rất thú vị và tuyệt vời. Những người lính khác đã đào bới bên cạnh các nhà khảo cổ học khác đến từ Anh quốc, Bỉ quốc, Pháp quốc và Đức quốc. Dự án này có hy vọng rằng những kinh nghiệm trên chiến trường của các binh lính sẽ giúp ích cho công cuộc nghiên cứu của các nhà khảo cổ học có rất nhiều nhà khảo cổ học đứng đầu thế giới tại đây nhưng họ chưa bao giờ đi ra chiến trường, vì vậy những người lính sẽ đóng góp kiến thức và kinh nghiệm của mình cho họ. Anh Sean Douglas 24 tuổi từ binh đoàn số 1 đã tham gia vào dự án này sau khi bị thương tại chiến trường Afghanistan. Anh cho biết là anh đã có thể thử sức của bản thân mình đẩy xa được giới hạn tinh thần và thể xác gây ra do sự đau đớn từ những vết thương. Anh vui mừng vì anh có thể làm được những điều có ích cho trong ngành khảo cổ mà không làm hại đến bản thân của mình. Đây là điều mà anh nghĩ là anh không làm được. Dự án Waterloo Uncovered ban đầu được dự tính là chỉ kéo dài trong một năm, tuy nhiên rất có thể nó sẽ kéo dài trong nhiều năm nữa. Một trong những mục tiêu của dự án là tìm ra nơi an nghỉ cuối cùng của những người lính đã ngã xuống tại đây 200 năm về trước mà không ai biết đến.